Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đây mấy em. Hôm nay anh em mình ra ngoài cái phía cánh đồng để làm cái series là kéo cá với lại đi tắt nước nha mọi người. Tại vì mùa này chỗ có chỗ cạn, có chỗ sâu nên anh em mình quyết định ra ngoài cái phía. Cái này là cái mương đúng không mấy đứa? Rồi có cá lồng tông với lại cá trắng ở đây. Sẵn tiện anh em mình hôm nay mang một cái lưới để mà kéo thử cái ngoài đây để có cá để quay cho người xem hay không. Thì đem cái lưới qua đây luôn. Đây là giới thiệu xíu nha. Đây là Tha lúc trước quay clip với mình á. Lâu rất là lâu rồi không quay lại. Với lại một thằng em ở trong xóm này có ba đứa. Nên rủ ngoài đây để mà quay clip kéo cá với lại tắt nước để quay cho người xem. Giờ bây giờ anh em mình cũng tranh thủ lên đường để mà lát nữa có cá rồi mình sẽ quay cho người xem. Và nướng nếu có cá rồi nướng ở đây ăn luôn nha mấy đứa. Dạ bây giờ thì đi thôi. Nữa nó kéo theo mình nha. Tại vì mấy đứa này chưa có cái rành, có cầm cái mùng á. Để thằng Soi thì lúc trước nó đi bắt cá gì thì nó sẽ rành hơn. Còn Tha thì chưa. Rồi lên bờ đi Tha, cầm dùm anh cái máy quay rồi quay cho anh kéo cho. Kéo nha. Rồi cầm quay cho anh nha. Rồi. Để anh với thằng Soi kéo sâu không Soi? Không. Không đúng không? Rồi xuống nha. Mày lắc nữa có đi bạn ai mới chạy nha. Cầm. Vậy ha. Tại mình đang nó đâu. Vậy ha. Vậy ha. Đây, cầm dưới luôn. Đó, kéo cầm dưới. Đúng rồi, đúng rồi. À, kéo cho nó căng hả? Ừ. Em một cái lùa cá đi, lùa đi, lùa đi. Lùa đi, lùa trên đi. Ê, em lùa trên đi. Đứng lên rồi. Lùa trên sao cắm. Cái tăng qua cây sắc bờ đó. Sắc cười. Ôi, từ từ từ. Mình dưới. Cái rồi. Wow. Sao còn cá nhỏ không vậy? Rồi, rất nhiều. Cái cá luôn, cá thẳng luôn. Cá nhỏ không? Ừ, đi lùa đi. Ở sát bờ tùy thôi. Ở sát bờ đi. Cái gì á? Sát bờ luôn. Rất nhiều. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Kết quả bằng này. Ôi, quay mình xem đi. Mình với em Soi nhiều quá. Cả mấy kéo chút xíu thôi. Cá này cá lồng tông. Cá này thì kho tiêu thôi. Mình lắc nữa đi tắt này kia có cá lớn rồi anh em mình sẽ nướng. Cá này thì mình kho tiêu. Mấy đứa này khoái ăn cá lớn. Uống nước à? Mấy đứa biết kéo chưa? Biết rồi đúng không? Rồi giờ lắc nữa kéo ha. Đâu? Rồi qua đây Soi. Không coi thành quả coi. Ồ mấy đầu mà được nhiêu đây rồi. Cái lưới này nè nó bị rách một nửa đây nè, nếu không là cá nó nhiều lắm. Rồi tiếp tục kéo đi mấy đứa ơi. Kéo một vòng thêm đi. Giờ tới anh Tha kéo ha. Biết kéo không Tha? Hay là cho con kia kéo đi. Kia tên gì? Lị. Lị hả? Ca băng Lị. À. Lị. Tấu hả? Tấu hả? Ủa kéo từ đâu nữa? Kéo từ đây ha. Đó vướng lắm. Đó cái cúc cái đó cái mương đấy. Ừ. Hai đứa thì nó đang kéo kia. Còn mình thì hai đứa mình thì xuống để mà lùa. Ôi. À. Sầu quá. Lùa đi, lùa đi, lùa đi Lị ơi. Nè, sắc bờ nè, lưới cho nó sắc bờ đi. Mở rộng rộng ra lưới. Đó. Rồi. Rồi từ 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 đi thôi. Thấy chưa? Không có, đường này không có rồi. Rồi đi 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 lên đi mấy đứa. Đi lên đi. Đường này không có rồi, đi giờ đi tắt nước đi. Tắt nước bắt cá đi. Ừ. Đắp cái bờ rồi tắt nước bắt cá. Rồi, kéo lên đây luôn. Rồi, không có cái gì hết. Còn đúng cái lịp.
Rồi nơi này là rồi, giờ đi xếp đồ đạc đi 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 qua bên kia đi. Qua bên kia là nhiều cá lắm. Rồi bây giờ anh em mình xuống dưới để mà đi kiếm cái chỗ nào nước nó cạn rồi anh em mình sẽ cắt cái nước rồi bắt cá này quay cho người xem nha. Rồi, đi. Khá là vui luôn. Này à, ủa mấy đứa chỗ kia ngoài kia mưa hả? Không có hả? Giờ mấy đứa nó đang đắp tới bờ nha mọi người. Để mình anh em mình tát cái mương này cho nó cạn luôn, có cá gì bắt hết luôn nha mấy đứa. Rồi. Rồi lấy cái xô lại tát luôn cái mương này cho nó cạn đi. Đó, u nhiều cá quá. Nè. Gì vậy? Tắt cho nó cao cao lên, đắp bờ cho cao lên. Lấy cái xô rồi lấy đất bỏ vô. À lấy cái kìa, cái mùng kìa. Đắp cái bờ. Rồi, một đứa thì đắp bên đó nha. Để cá nó không chạy qua bên kia, qua cái mương ruộng bên kia. Rồi, đắp bờ đi. Này, cá này. Ủa, giờ mình sẽ phụ mấy đứa này đắp cái bờ. Rồi lát nữa anh em mình sẽ tắt. Đây, sau một một đường nãy giờ mình tát thì cũng gần ta cá gì mấy đứa? Okay. Bắt từ từ thôi. Tay không? Tay tay không? Tay à, người lên bờ đi. Nó chui xuống bùn này tắt tiếp đi, tắt tiếp đi, tắt cộm. Tắt tiếp đi. Lị ơi. Ồ cái lưới này sao mình lẻ vậy luôn ta? Cái lưới này đẻ cao cao lên xíu đi. Này. Từ từ mò đi soi ơi. Tắt đi, tắt đi. Tắt nước đi cho nó cặn bớt đi. Rồi rồi mở cái đường đi cho nước nó chảy xuống đi soi. Nước nhiều quá. Hả? Đó, đổ đi, đổ qua kia đi. Cho nước nó tháo bớt đi. Nước nhiều quá. Nhiều cá lắm. Mệt quá đi. Mấy đứa này. Ê mò thử coi, có cá không? Có hả? Cá gì vậy? Cá rô đúng không? Ui. Cái gì vậy? Ui. Ghê hả? To hả? Nó nằm trong cống đúng không? Ê, thôi, đây, đưa, anh mở đường cho nước nó chảy xuống rồi. Lát nữa mình bắt. Đó. Mở ra đi. Xích. Cái gì vậy? Cá lồng tông. Mở đường cho nó ra đi. Thả nước sôi. Thả nước sôi, thả nước. Mở luôn. Không, mở vậy nè. Không có, nó không có chạy đâu. Mở đi Lị ơi. Mở đi cho nó chạy xuống đi chứ tắt kiểu đó mệt. Ui cá kìa, cá kìa. Bắt đi. Ui cái này. Ui. Gì á? Được không? Không được hả? Nó chạy rồi hả? Đây, cá trê. Cá trê hả? Ủa, cá trê con. Rồi. Đó, cá trê đó. Tám tao rồi. Nhỏ xíu. Có luôn à? Rồi. Nó chưa chắc. Wow. Nhiều quá. Ồ, cái tay dính bùn không. Cá tre hả? Hồi nãy thấy cá lóc hả? Cá lóc bự không? Bự tí hả? Lóc này mò nha. À. Ui, nước cạn hết rồi. Bắt được không? Đây. Cá tre hả? Thôi mò bên đây đi ta. Cá to. Đâu? Ui. Ui cá đâu? Ấy chưa? Còn cái nữa. Cái nữa hả? Cá tre hả? Cá tre để đây đi. Ủa, mọi người nhìn nè. Ủa, cá rô. Ủa, hết nói luôn.
nó bự ghê thiệt. Ôi, bỏ vô đây đi, lát nữa mình lấy cái xô đi Tha ơi. Tha lấy cái xô qua đây đi. Lấy cái xô qua đây. Coi chừng nha, coi chừng đạp xuống bùn hết cá nó xuống bùn á. Lấy nó bỏ vô đi. Wow. Cá bự luôn. Quá đã luôn. Ủa trong đó còn không soi? Còn. Còn hả? Hay xuống bùn hả? Còn. Ủa, cá lóc hồi nãy thấy em. Không thấy cá lóc hả? Ủa sao nói có cá lóc mà? Đâu cá tre đâu? Cá gì? Đâu 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 đâu? 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 Nằm đâu rồi? Từ xuống đó hả? Ồ, một con nữa, trời ơi nhiều cá đâu vậy? Ôi, bỏ xôi xôi đi xôi ơi. Trúng mánh rồi, bỏ vô đi. Rồi. Hai con. Ui cây con nữa nè Tha, bắt đi bắt luôn. Rồi, bắt từ từ nha. Ui hết nói luôn. Ui nước cạn này, đây nữa. Ui còn cá lóc nữa không? Mò thử trong cống á. Ghê quá đã luôn. Đâu, còn không? Còn không? Mò xuống dưới cống. Hồi nãy thấy nó chạy mới kìa. Nước bây giờ cặn hết trơn rồi. Ui cá lồng tông nè mấy đứa. Ui. Nè, cá lồng tông nè. Xuống bùn luôn à? Ơi, đừng có nằm nha. Đĩa, có đĩa không? Đây có đĩa. Ruộng này không có đâu hả? Có đĩa nhưng mà có blue. Có blue. Xong hết rồi. Còn xong cái cống nữa thôi. Gì hả soi? Bắt cái gì á? Cá khủng lắm à? Cá tre. Cá tre hả? Sao nói hồi nãy có cá lóc mà? Nằm dưới đó hả? Thấy to không? Hồi nãy thấy nó rỉ mạnh lắm mà đúng không? Ừ. Nó kêu trong cống mạnh lắm á. Gì vậy? Kêu cái lưới này hốt cá lồng tông này bơi. Ôi ơi cầm đứa cầm dưới đi. Em cầm dưới đi. Cầm dưới kéo cá lồng tông này. Rồi kéo qua bờ luôn. Ô kéo bên kia đó. Đây đi. Soi soi, qua đây soi ơi. Trời gì vậy? Qua đây đi, qua phụ đi. Qua phụ kéo lưới này. Rồi được rồi, được rồi. Ồ, dính rồi. Rồi, hút được một mớ luôn. Rồi đắp rửa chân rửa tay rồi nướng cá ăn. Ô, mệt quá mọi người. Gì á? Còn cá hả? Làm gì? Ồ, có cá nữa đâu. Đây nè, trong đây còn nè. Ôi. Ôi ơi. Lựa đi, lựa mấy cá lồng tông. Một bạn. Ừ, lựa đi. Cá nữa hả? Cá tre con hả? Ồ, to mà. Bắt đi. Ôi, to quá. Ôi, bắt vô. Hồi vô đi. Rồi, lát nữa đi rửa chân rửa tay. Ôi, rửa nước kia kìa, nước này không được. Ở đâu? Mình cũng vừa mấy cái tát cái nước cá kia cũng được nhiều đó, cho nên đem cái qua cái phía đập tràn này để mình nướng nha. Rồi anh em thì đang lấy củi để mà nhúng lửa cho nó to. Cá thì mình đã lằn đã, mình đã rửa sạch sẽ hết trơn rồi, bây giờ chờ cái lửa có cái than rồi anh em mình sẽ đi nhúng nướng cá kia rồi chấm muối ớt ngon ha. Còn cả hôm nay thì có 3 con cá rô bò vậy chứ. Ôi nhẹ nhẹ thôi rớt ấy. Thôi làm xuống. Cá bây giờ mình sẽ bắt lửa nướng nha mọi người. Rồi bỏ nướng đi mấy đứa. Rồi bóc bỏ vô. Đó, cá nãy anh em mình đi tắt nước nè, được bo 3 con cá rô phi. À bắt cá rô chứ, cá rô đồng.
Tại vì cá này là cá lòng tông này là ít thôi, nhưng mà không có nhiều bao nhiêu. Nhưng mà anh em mình sẽ nướng cá rô này tiếp nha. Rồi một đứa thì giả muối ớt, giả được không? Rồi nó dính đất hết trơn rồi. Rồi bây giờ mấy đứa nhúng lửa rồi nướng này nướng khét luôn cho mấy đứa. Nướng khét cho nó mau chín luôn. Rồi khi nào mà chín rồi anh em mình cùng nhau ăn nha. Đói lắm rồi, muốn ăn hai tô chứ. Giờ mình sẽ nướng nè, mọi người nhìn là quá đã không? Đó. Ơi lật qua đi, lật qua đi Tha ơi, lật qua cá kia kìa. Rồi. Rồi. Ôi đừng có. Như cái này chín đâu quay mà. Như cái này chín rồi. Đâu? Cái đó chưa đâu, chưa đâu, chưa nó ra nước hết rồi, nướng 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 cho khét luôn. Ôi có cá nướng vậy với lại ướn gừng suối về ăn rất là ngon luôn. Còn gì bằng đúng không mọi người? Đó có kỳ thì có người mấy người đi tắm ở đây cũng hơi nhiều luôn. Kinh đi tắm muốn xin cá nha mọi người. Đây. Mình cho mấy người đó pet. Đây đây đây, lật qua lật lại đi. Ôi nó khét. Đây là cá từ sáng tới giờ anh em mình đi tắt với lại đợi tắt, nói chung là tắt nước đúng không mấy đứa? Dạ. Tắt nước không có nhiều nhưng mà chỉ có ba con với lại vài con cá lồng tông mình đã cất trong gùi rồi. Nên bây giờ nướng đã chín. Giờ mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Rồi trời sắp mưa rồi. Nên anh em mình đi tranh thủ để mà ăn xong cá rồi đi về ha. Mời đứa này tắm rồi ướt hết rồi. Mời mọi người đi. Ơi, cá này chín nè. Ù nóng. Nóng lắm á. Đây. Ua. Đó, đơn giản vậy thôi nhưng cũng rất là ngon nè. Cá mình đi nè. Mời tất cả mọi người ăn miếng nha. Khá là ngon luôn. Mùa mưa này có một cá nướng lại mình đứng ở đây nữa. Còn gì bằng đúng không mấy đứa? Ấm luôn. Ăn được không? Được. Cạo cái phần đen đi. Phần đen ăn không được không? Được. Lấy dao á, lấy dao cạo phần đen. Rồi cá để lên trên đi. Ngon quá mọi người ơi. Ngon nha mọi người. Cơm ngon. Mình ăn mổ xong xuôi hết luôn rồi. Cá rô này mà không mổ là nó một bể mực một cái là ăn là đắng. Mình ăn, mình chịu. Cá bộ tôi ăn. Rồi. Mùa mưa bão. Cái gì có sẵn ở trong đồng ruộng đồng quay là mình bắt rồi mình ăn thôi. Lấm hết à. Ui da nóng. Nóng cái đường. Nóng. Nóng quá nhỉ. Cảm ơn người ăn cá nha. Cho anh mượn cái muỗng xíu rồi. Múc mấy cái phần trắng trắng này ăn ngon. Ăn hết nha mấy đứa. Ăn hết cá. Ngon mà sao ăn hết. Ngon quá. Ồ cá này ngọt ha. Ngọt ghê lắm á. Có béo nữa. Cái này có đá rừng cuốn à, clip đây chỉ có như đây nha mọi người. Tại vì hồi sáng giờ mình đi á, anh em mình cũng khá là mệt luôn. Với lại chỉ có một chút cá rồi mình tắt nước mình bắt mình ăn chung với đứa này thôi. Nên cũng không có gì hơn nha mọi người. Có ít có cái gì thì mình bắt mình ăn xong rồi mình nướng mình quay cho người xem. Nên mình thấy clip này cũng hơi dài rồi. Nên anh mình cũng tranh thủ cho mấy đứa này đi về. Giờ cũng gần trưa rồi. Nếu mọi người yêu quý cái video này hãy tặng cho mình một like và một chia sẻ ủng hộ kênh để anh em mình có thể ra nhiều video hay tiếp nha. Bye bye đi mọi mấy đứa. Bye bye.